Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Vậy là đấu phá thương khung hiện tại đã đến giai đoạn chính thức của Oni rời đi. Tiêu Viêm thực sự không muốn cổ Oni rời xa, thế nhưng mà không có cách nào khác vì hiện tại anh chưa đủ mạnh, gia tộc của Oni lại thúc giục gấp gáp, hơn nữa còn phái Linh Tuyền đến đón Huân Nhi để trở về. Tiêu Viêm chỉ có thể đứng nhìn Huân Nhi rời đi. Sau khi mà Huân Nhi rời đi, Tiêu Viêm bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của chính mình, chuẩn bị tham gia cuộc thi được gọi là Đại hội Luyện Dược Sư. Cuộc thi Luyện Dược Sư cuối cùng cũng đã sắp diễn ra. Thế nhưng mà mọi người có biết hay không, cuộc thi Luyện Dược Sư có hai quy tắc mà tất cả người tham gia đều phải tuân theo. Quy tắc của cuộc thi Luyện Dược Sư là gì? Nếu các bạn quan tâm, hãy cùng với LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên, Đại hội Luyện Dược Sư sau khai mạc quy tắc được công bố. Cuộc thi Luyện Dược Sư này do lực lượng hàng đầu của Trung Châu là Đan Tháp tổ chức. Đan Tháp còn đặc biệt quy định các quy tắc thi đấu, tổng cộng có 3 quy tắc. Quy tắc đầu tiên chính là mỗi người chỉ có một cơ hội tham gia Đại hội Luyện Dược Sư trong suốt cuộc đời. Điều này có nghĩa là nếu bạn tham gia kỳ này, bạn sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia các kỳ sau. Lý do Đan Tháp quy định như vậy chủ yếu là để bảo vệ các luyện dược sư tham gia, đồng thời cũng để cho bọn họ một cơ hội. Dù sao những người đã tham gia trước đó đều có kinh nghiệm và có người đã từng giành chức vô địch. Nếu họ tiếp tục tham gia thì những người tham gia lần đầu tiên sẽ không thể nào so sánh được với bọn họ. Quy tắc thứ hai của Đại hội Luyện Dược Sư là chia thành 3 cấp độ thiên địa và nhân để tiến hành thi tuyển, tức là sẽ có 3 lần sàng lọc. Chỉ những luyện dược sư vượt qua cả 3 lần sàng lọc mới có thể vào chung kết, tranh giành danh hiệu luyện dược sư vô địch. Quy tắc thứ ba chính là không được phép bất kỳ thí sinh nào động thủ làm tổn thương người khác hoặc là phá hoại cuộc thi trong quá trình thi đấu. Điều này thật ra cũng rất là hợp lý, vì cuộc thi này là Đại hội Luyện Dược Sư, mục đích là thi tài năng luyện dược chứ không phải là sức mạnh chiến đấu. Hơn nữa, luyện dược rất là kỵ việc bị làm phiền, vì vậy việc Đan Tháp không cho phép người khác động thủ làm tổn thương hay là phá hoại cuộc thi chính là điều bình thường và có thể hiểu được. Thứ hai, Tiêu Viêm buộc phải tham gia vì một lý do. Ban đầu Tiêu Viêm không hề quan tâm đến cuộc thi luyện dược sư này, vì tâm trí của anh đều đặt vào việc cứu lão sư và cha của mình, muốn nhanh chóng cứu bọn họ ra. Thế nhưng khi nghe từ Diệp Hân Lam về giải thưởng của cuộc thi luyện dược sư năm nay, lập tức anh cảm thấy bị thu hút và vì để có được giải thưởng đó mà buộc phải tham gia cuộc thi. Giải thưởng của nhà vô địch cuộc thi luyện dược sư này là gì? Đó chính là Tam Thiên Diễm Biến Hỏa, một trong những loại dị hỏa đứng đầu trong danh sách. Dị hỏa này rất là đặc biệt, được sinh ra từ không gian vũ trụ và có khả năng hấp thụ sức mạnh từ không gian. Điều Tiêu Viêm cần nhất chính là dị hỏa, và mỗi khi có được một loại dị hỏa, sức mạnh của anh sẽ tăng vọt, và lúc đó anh có thể lên đường cứu lão sư và cha của mình. Tam Thiên Diễm Biến Hỏa bị phong ấn bên trong tinh vực của Đan Tháp. Khi mà kết thúc giải đấu, 5 người đứng đầu sẽ được bước vào trong tinh vực của Đan Tháp, và ai là nhà vô địch sẽ được thử hấp thụ Tam Thiên Diễm Biến Hỏa đầu tiên. Vì vậy Tiêu Viêm đã quyết định tham gia cuộc thi luyện dược sư này, bằng mọi giá phải giành được giải thưởng vô địch là Tam Thiên Diễm Biến Hỏa. Khi mà Đại hội Luyện Dược Sư chính thức khai mạc, Tiêu Viêm đã tham gia dựa vào tài năng luyện dược cao siêu của mình. Cuối cùng Tiêu Viêm đã lọt vào chung kết và trở thành nhà vô địch, giành được Tam Thiên Diễm Biến Hỏa, và nhờ hấp thụ Tam Thiên Diễm Biến Hỏa, Tiêu Viêm đã thành công đột phá lên cửu tinh đấu tông. Từ đó danh tiếng của Tiêu Viêm lan rộng khắp thiên hạ và trở thành người chiến thắng lớn. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ xong một vài giây ở một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.